trên tay em đang cầm đó là cái kìm mở phen ngoài mũi cong 90 độ, mã hàng là 474-A21. Đây, mã hàng 474-A21, giá tham khảo là 1 triệu một cái. Cái kìm mở phen này nó có đường kính khả dụng là 19-60mm, là size trung á. Chiều dài của kìm là 170mm, tương ứng với 7 inch và nó nặng 180g. Thì loại kìm này là kìm mở phe ngoài ha. Lò xo đây là giờ lò xo dạng thanh. Chui của nó là chui trần, tạo khí ở trên cái chui này để tạo ma sát với tay của mình. Ở trên đây có dập nổi dòng Made in Germany. Bên này là dòng Chrome Vanadium là vật liệu của cái cây kìm này. Đó, cái mũi của nó là mũi tròn và cong 90 độ sau cái thân. Trên cái đầu kìm cũng có khắc laser nè, tên của hãng Elora nè, mã hàng 474A21 và dòng Made in Germany luôn. Thì cái kìm mở phe ngoài mũi cong 90 độ này nó có 4 size. Size mình đang giới thiệu là size trung 19-60, dưới nó nhỏ hơn là size 10-25mm, trên nó là size 40-100mm và 85-125mm. Cứ mỗi cái size kìm thì nó sẽ có một cái đường kính phe khả dụng khác nhau. Thì mình có nhu cầu mở phe nào thì mình mua cái kìm có cái size như vậy thôi ha. Rồi giá tham khảo là 1 triệu. Anh chị nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em số Zalo có trên màn hình nha.